Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vâng, xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa cho anh chị em. Chúng ta sẽ cùng nhau dở sách Xuất Ê-díp Tư Ký đoạn 20, từ câu 8 đến câu 11. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về khía cạnh mà an nghỉ ở trong Chúa. Xuất đoạn 20 câu 8 đến câu 11 ạ. Tôi xin đọc ạ. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ việc gì cả. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Nhưng ngày nghỉ ngày thứ 7. Vì vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Thì đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta biết là nói về điều răn về ngày Sa-bát đó, hay ngày Sa-bát đó là ngày an nghỉ hay là ngày thứ 7 đó. Và Chúa nói với dân của Chúa là phải nghỉ ngày đó dành cho Đức Giê-hô-va. Và chúng ta biết là theo người Do Thái á, là người ta có những cái hướng dẫn rất chi tiết, rất dài về ngày này, điều gì được làm, điều gì không được làm. Nếu anh em đến Do Thái, anh em đến những khách sạn của người Do Thái, thậm chí chúng ta còn biết là có những cái thang gọi là thang ngày Sa-bát đúng không? Những cái thang đó chúng ta không được bấm nút, tự từng tầng nó cứ mở ra thôi. Nên có rất nhiều những điều hướng dẫn, nhiều điều chi tiết, những điều gì cần làm, không được làm. Và căn bản chúng ta biết ngày hôm đó là người Do Thái họ nghỉ ngơi, và cả gia đình họ nghỉ ngơi, và họ đến nhà hội để nghe lời Đức Chúa Trời. Nên có thể nói tóm lại, cái điều răn ngày Sa-bát ấy, đó là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết Chúa Giê-xu khi Ngài xuống thế gian ấy, rõ ràng Chúa Giê-xu không phá luật pháp. Ngài làm trọn tất cả luật pháp. Nhưng mà Ngài giải thích cho con người hiểu cái ý nghĩa luật pháp, ý nghĩa ngày Sa-bát là gì. Và Chúa nói là ngày Sa-bát không phải lập nên vì ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát lập nên vì con người. Nên rõ ràng cũng có ý nghĩa tốt lành nào đó trong khía cạnh ngày Sa-bát đối với chúng ta, là những cơ đốc nhân không sống dưới luật pháp ngày hôm nay, là những cơ đốc nhân mà sống trong thời kỳ ân điển này. Nhưng tôi muốn nói thêm điều này một chút đấy, là nếu ngày hôm nay chúng ta giữ ngày Sa-bát mà chúng ta coi ngày Chủ nhật là ngày Sa-bát thì không phải. Ngày Chủ nhật không phải là ngày Sa-bát. Và nếu chúng ta cũng muốn tuân thủ ngày Sa-bát để như vậy mới đẹp lòng Đức Chúa Trời, mới được Đức Chúa Trời tiếp nhận, được xưng công chính, tôi xin nói là chúng ta sẽ bị chật phần ân điển. Chắc chắn là chúng ta sẽ mất những cái gì mà Chúa làm chúng ta qua thập tự giá. Bởi vì nếu chúng ta xem trong sách Cô-lô-se đoạn 2 ấy, Cô-lô-se đoạn 2 từ câu 16 đến câu 17 ấy, đây là lời sứ đồ Phao-lô ông viết cho những người tin Chúa. Và có những người họ cố gắng để giữ những điều răn trong cựu ước để được Đức Chúa Trời tiếp nhận, để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì ông nói như thế này ấy. Vì thế đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới hoặc ngày Sa-bát. Những điều này chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ. Nên rõ ràng, anh chị em ạ, đừng có xét đoán người khác, hoặc là chúng ta đừng xét đoán mình về đồ ăn. Anh chị em ạ, tất nhiên chúng ta có thể nói là đồ ăn này tốt, đồ ăn kia không tốt. Nhưng nếu chúng ta nghĩ là gì cần phải làm điều đó, Đức Chúa Trời phải tiếp nhận, thì nó không đúng hoàn toàn. Hay là những ngày lễ, những ngày trăng mới. Tôi biết có một cái xu hướng trong Cơ Đốc giáo á, là người ta rất thích nghiên cứu lại những cái điều ngày trăng mới của người Do Thái, những cái thế này thế kia. Anh chị em ạ, chúng ta có thể nghiên cứu để hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng nếu không cẩn thận, chúng ta lại sa vào cái bẫy luật pháp. Rồi chúng ta biết về ngày Sa-bát, rất nhiều tranh cãi là có giữ ngày Sa-bát hay không. Nhưng rõ ràng Phao-lô ý ở đây ông nói là đừng bị đoán xét về điều đó. Chúng ta không nhất thiết phải giữ những điều đó, bởi tất cả những điều đó chỉ là bóng của những sắp đến, và hình thật ngày hôm nay là ở trong Chúa Giê-xu. Nên nếu anh em đọc trong sách Hebrew ấy, thì càng nói rất rõ ràng hơn là thực sự là ngày nay có ngày Sa-bát ở trong Chúa Giê-xu. Có sự Sa-bát ở trong Chúa ngày nay là ngày an nghỉ thực sự ở trong Chúa, sự an nghỉ thực sự ở trong Chúa, và sự an nghỉ trong cả cõi đời đời. Anh chị em có thể nói như thế này ấy, ngày Sa-bát trong Cựu Ước đúng không? Đó là khi Đức Chúa Trời làm tạo dựng nên tất cả thế giới này trong 6 ngày. Và sau đó ngày thứ 7, Ngài nghỉ mọi công việc của Ngài. Và ngày nghỉ ngơi đó là ngày Sa-bát. Và anh chị em trong Tân Ước ngày hôm nay ấy, trên thập tự giá Chúa Giê-xu cũng đã làm mọi sự cho chúng ta rồi. Thậm chí trời mới đất mới, tất cả mọi sự được tạo dựng trong Chúa Giê-xu rồi. Và từ thời điểm đó, đó là Sa-bát của chúng ta đấy. Nên nếu chúng ta tin Chúa Giê-xu thì chúng ta được quyền ở trong cái sự Sa-bát này, cái sự an nghỉ này. Không chỉ trong cõi đời đời mà ngay cả trên đất này.
Nên có thể nói Chúa Giêsu chính là Sa-bát thật của chúng ta ngày hôm nay. Đó là sự an nghỉ thật của chúng ta. Nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu Ngài có thể nói kêu gọi tất cả mọi người ấy. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, Chúa có nói như thế này ấy. Là hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Thì rõ ràng đây là lời kêu gọi của Chúa cho tất cả. Những ai gánh nặng, những ai mệt mỏi, hãy đến với Chúa. Chúa cho chúng ta được Sa-bát, Chúa cho chúng ta được sự an nghỉ thật. Nên hỡi quý vị anh chị em, thực sự ngày nay chúng ta có quyền hưởng sự an nghỉ thật trong Chúa. Nhưng rõ ràng chúng ta biết là dù cứu ước đó, đó là hình bóng đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa thực sự của ngày Sa-bát, chúng ta hiểu được cái ích lợi của nó, thì nó cũng giúp cho chúng ta nhiều trong cái khía cạnh mà chúng ta đối xử với sự an nghỉ mà Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi có thể nói như thế này. Ngày nay chúng ta có cái sự an nghỉ trong Chúa, và trong cõi đời đời chúng ta có quyền được hưởng sự an nghỉ đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cái ngày Sa-bát trong cứu ước, thì Chúa muốn chúng ta có ngày an nghỉ để dành cho Chúa nha. Nên thực sự ngày nay khi chúng ta tin Chúa, tôi tin là chúng ta được quyền hưởng sự bình an, được hưởng cái sự an nghỉ trong Chúa. Nhưng rõ ràng mục đích của cái điều đó để cho chúng ta ở cùng Chúa, để chúng ta dành cái thời gian này cho Chúa của chúng ta, chứ không phải để chúng ta sống buông thả. Anh em nói thật, tôi suy nghĩ về hai khía cạnh, hai lối sống của cơ đốc nhân. Có những cơ đốc nhân thì là gì? Sống quá vật lộn, quá chật vật, quá gánh nặng, thậm chí gánh nặng trong cả công việc Chúa nữa. Anh em, điều đó cũng không tốt một chút nào cả. Nhưng mà ngược lại, một khía cạnh thứ hai ấy, chúng ta bảo bây giờ chúng ta được tự do trong Chúa, được an nghỉ trong Chúa, nhưng chúng ta sống buông thả, cái điều đó cũng không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nên hỡi quý vị anh chị em, Chúa muốn cho chúng ta cái đời sống an nghỉ để chúng ta ở cùng Chúa, để cái điều đó là dành cho Chúa nhé. Nên anh chị em ơi, tôi rất tin Chúa muốn chúng ta có cuộc sống như vậy, để qua đó Chúa, thứ nhất là Chúa bồi bổ cho tâm linh chúng ta. Anh chị em ạ, đời sống thuộc linh chúng ta, khi chúng ta sống trong cái thế gian này, có rất nhiều điều nó hút sức của chúng ta, nó làm cạn kiệt chúng ta. Trong thế gian này chúng ta nghe rất nhiều những tư tưởng, những đường lối mà chống lại lời của Đức Chúa Trời. Và thực sự là thuộc linh chúng ta có thể cạn kiệt vì điều đó. Nên tôi tin là Chúa muốn chúng ta có cái nếp sống an nghỉ trong Chúa, để Chúa có thể bồi bổ lại tâm linh chúng ta, để chúng ta giữ lại sự sống thuộc linh của mình, để chúng ta có thể hun đắp lại ngọn lửa trong lòng chúng ta. Rồi Chúa cũng muốn cho chúng ta cái sự an nghỉ ở cùng Chúa, để Chúa có thể chữa lành cảm xúc của chúng ta. Anh chị em ơi, nhiều lúc là cảm xúc chúng ta cũng mệt mỏi, cảm xúc chúng ta cũng bị tổn thương. Và rõ ràng là gì? Chúa muốn bổ lại linh hồn chúng ta. Giống như David có cái bài thi thiên nói đến điều đó, Chúa bổ lại linh hồn chúng ta. Cảm xúc chúng ta cần được chữa lành, chúng ta cần được tươi mới. Rồi Chúa cũng muốn làm sáng suốt tâm trí chúng ta. Nên rõ ràng tâm trí chúng ta cũng rất nhiều những ý tưởng mà nó gieo vào tâm trí chúng ta. Và thậm chí tâm trí chúng ta có thể bị rối bời, đầy sự lo lắng, và thậm chí còn suy nghĩ lệch lạc nữa. Chúa cũng muốn tâm trí chúng ta thực sự nó được sáng suốt, nó được bình tĩnh, được bình an. Rồi đặc biệt là Chúa cũng muốn qua sự an nghỉ trong Chúa đấy, Chúa muốn cho chúng ta cái sức khỏe thân thể chúng ta được bồi sức. Chúng ta biết là trong Cựu Ước á, là nếu ai không tuân giữ ngày Sa-bát có thể bị ném đá. Tất nhiên là ngày nay không ai ném đá chết chúng ta, có đúng anh chị em? Nhưng nếu chúng ta không biết cái sự an nghỉ trong Chúa, chúng ta có thể tự ném đá mình đấy. Cái này không ai giết chúng ta cả, nhưng chúng ta có thể tự giết mình nếu chúng ta không hiểu cái sự an nghỉ trong Chúa này. Nhưng mà rõ ràng tôi muốn nhắc lại cái điều này, Chúa muốn cho chúng ta sự an nghỉ để chúng ta có thể nói là sống cùng Chúa, hãy biệt riêng hay dành cái đó cho Chúa, chứ không phải là an nghỉ ngoài Chúa nha. Bởi rõ ràng là gì, nếu chúng ta nói là chúng ta được an nghỉ, nhưng chúng ta an nghỉ theo cách của chúng ta, không hướng lên Chúa, không mời Chúa đến đó. Tôi biết có những người mà đi chơi hoài mà không nhớ đến Chúa. Anh chị em, sau cái kỳ nghỉ như vậy, chúng ta thử xem thuộc linh chúng ta có được nóng cháy lại không, thuộc linh chúng ta có được bồi bổ lại không, hay là chúng ta lại nhạt hơn, chúng ta lạnh hơn với Chúa. Nếu chúng ta lạnh hơn với Chúa có nghĩa là gì? Chúng ta sử dụng cái sự an nghỉ đó không đúng mục đích. Rồi sau đó, sau sự an nghỉ đó, chúng ta thấy cái cảm xúc chúng ta có được tươi mới trở lại không, hay tự nhiên cảm thấy cuộc đời nó lại trống rỗng hơn, hay là cảm thấy cuộc đời lại chán nản hơn. Và nếu như vậy thì rõ ràng là chúng ta không sử dụng đúng cái sự an nghỉ đó.
Nếu sau cái sự mà nghỉ ngơi như vậy mà chúng ta thấy tâm trí chúng ta nó còn lệch lạc hơn nữa, bắt đầu bởi vì chúng ta xem quá nhiều phim ảnh và rất nhiều những cái tư tưởng của đời nó bắt đầu làm rối trí tâm trí chúng ta, và như vậy là chúng ta cũng sử dụng cái sự yên nghỉ đó không đúng theo cái điều mà Chúa định cho chúng ta. Rồi nếu sau sự an nghỉ đó mà thân thể chúng ta lại mệt mỏi hơn, tôi biết có những người đi nghỉ về thậm chí đi hành xác chứ không phải đi nghỉ ngơi. Rồi như lời Chúa nói trong ngày Sa-bát cho dân Do Thái ấy, là ngươi con trai con gái ngươi tất cả gia đình nghỉ ngơi đó. Nên nếu mà sau cái sự nghỉ ngơi chúng ta mà gia đình chúng ta lại cãi vã nhau không phải hòa thuận hơn đó, thì rõ ràng chúng ta sử dụng sự an nghỉ đó không đúng. Nên rõ ràng là Chúa định cho chúng ta sự an nghỉ, nhưng chúng ta cần phải hiểu cái mục đích của sự an nghỉ đó là gì. Còn nếu không á, thì hoặc chúng ta sao thái cực nọ hoặc sao thái cực kia. Anh em đôi khi khi mà tôi đi đến một số đất nước chẳng hạn, tôi sang Hàn Quốc, tôi sang Singapore, tôi thấy cuộc sống người ta có vẻ sướng về vật chất nhưng mà cũng thấy họ vất vả thật. Đôi khi mình suy nghĩ bản dân Việt Nam cũng thấy sướng nhỉ, thích thì đi cà phê cà pháo, còn bên kia làm gì có chuyện như vậy, làm việc tối mặt luôn. Anh em sang người Hàn Quốc họ làm việc kinh khủng luôn, mà đôi khi áp lực xã hội lại rất lớn nữa. Đôi khi một người mất việc á, người ta nói là gì, 7 giờ sáng vẫn ra khỏi nhà bình thường, coi như đi làm, ra ngồi công viên thôi, đến chiều đến giờ tan làm cũng về nhà, để cho người ta nghĩ là mình không bị mất việc. Tôi bảo sống kiểu như vậy thì cũng khổ thật chứ, luôn luôn một cách đè nén như vậy. Nên tại sao những đất nước như vậy mà nhiều người tự tử như vậy? Nên tôi bảo dân Việt Nam mình cũng sướng phết đấy, sống rất tự do, rất xả láng. Nhưng mà ngược lại, cái sự xả láng của chúng ta mà không dành cho Chúa mà chúng ta lại sống quang đản buông thả thì nó không tốt, có phải không anh chị em? Ở đây có những người sang Singapore rồi cũng biết là cuộc sống cũng rất căng thẳng, nên nó có thái cực nọ hoặc là thái cực kia. Thế chính vì vậy tôi có muốn nói với anh chị em cái điều này ấy. Thực sự là Chúa muốn chúng ta có đời sống không quá căng thẳng, Chúa muốn chúng ta có đời sống mà an nghỉ, nhưng mà chúng ta phải dành cái điều đó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải sử dụng đúng cái mục đích của cái sự nghỉ ngơi đó, còn nếu không cái sự nghỉ ngơi đó cũng làm hại chúng ta, hoặc ngược lại chúng ta quá bận rộn nó cũng làm hại chúng ta. Anh chị em biết không, con người chúng ta, chúng ta có nhiều cái sự bận rộn, nhiều cái gánh nặng trong nhiều thứ lắm. Anh em có những người kinh doanh thì là cũng có những người mà chịu nhiều gánh nặng, nhiều cái sự mà bận rộn cho kinh doanh. Đến mức nếu mà nhìn những con người như vậy mà mất niềm vui, mất sự bình an, mất sự thanh thản, hay là đời sống thuộc linh, gia đình sức khỏe có vấn đề, thì tôi xin nói đó không phải là lối sống mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta. Chắc chắn là Chúa không bao giờ muốn chúng ta có lối sống như vậy cả. Đôi khi có những người nói là gì, ồ nhu cầu cuộc sống thôi, nhu cầu ăn mặc tôi cần phải có, tôi cần phải nuôi gia đình tôi, nên tôi phải vất vả, tôi cần phải lao lực. Nhưng nói thật là chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho chính mình, có thực sự là động cơ chúng ta là vì đáp ứng nhu cầu chính đáng, hay là chỉ là sự lo lắng của đời chúng ta thôi. Anh em nhiều người chỉ vì lo lắng chứ chưa hẳn là nhu cầu chính đáng. Rồi câu hỏi thứ hai ấy, là thực sự là có phải nhu cầu chính đáng của chúng ta không, hay là thực sự là chúng ta thiếu cái sự thỏa lòng trong điều này. Nên nếu chúng ta rất bận rộn, chúng ta rất áp lực trong công việc kinh doanh, mà nếu chúng ta thấy đời sống thuộc linh chúng ta có vấn đề, gia đình chúng ta có cái vấn đề, sức khỏe chúng ta có vấn đề, thì tôi xin nói chúng ta cần phải xem lại chính đời sống mình. Tôi nghe có những người nói là gì, ô tôi đây là kinh doanh cũng là hầu việc Chúa. Đúng là có sự kinh doanh là vì Chúa, bởi sự kêu gọi của Chúa. Nhưng nói thật là gì, Chúa nhìn tấm lòng chúng ta. Đôi khi chúng ta xem lại động cơ chính trong lòng chúng ta, có phải chúng ta làm vì Chúa không, hay là vì chúng ta tham tiền. Anh em nói thực sự là cái lòng tham tiền nó động chạm đến đại đa số những con người. Anh em, cái điều đó nó không chừa cả Cơ Đốc Nhân đâu. Nên tại sao Kinh Thánh cảnh báo rất nhiều về lòng tham. Tôi tin vào sự thịnh vượng trong Chúa, nhưng tôi cũng tin lời Chúa cảnh báo rất mạnh về cái chuyện mà tham lam, cảnh báo cái chuyện không thỏa lòng. Nên rõ ràng cái sự mà mê tham của đời này ấy, cái sự tham muốn của cải vật chất ấy, cái đó nó gây hại con người lắm. Nó là cội rễ sinh ra mọi điều ác, sinh ra rất nhiều những tai hại khác. Nên nếu mà thực sự Chúa kêu gọi chúng ta kinh doanh cho Chúa thì rất tốt, nhưng mà thực sự chúng ta xem lại động cơ chúng ta. Và ngay cả nếu Chúa kêu gọi chúng ta là cái chuyện chúng ta kinh doanh cho Đức Chúa Trời, đúng không? Nhưng tôi không hề nghĩ là Chúa muốn chúng ta tổn hại đời sống cá nhân, tổn hại đời sống gia đình, đời sống tục linh, hay là con cái vì cớ cái công việc gọi là làm cho Chúa. Anh em, đôi khi chúng ta hay nói là tôi làm điều này cho Chúa. Tôi nói thật, nói như vậy là không đúng. Chúa không cần chúng ta làm cái điều gì đó cho Chúa bởi cái nỗ lực riêng của chúng ta.
Chúa muốn chúng ta làm chỉ vì cớ là gì? Bởi ân hiển của Chúa, bởi tình yêu, bởi sự vâng lời. Thế nói thật, Kinh Thánh nói là Chúa không cần những cái bàn tay con người phục vụ Ngài, dường như Ngài có cần điều gì. Có phải không anh chị em? Anh chị em nói thật là chúng ta đã có hỏi Chúa có cần tiền chúng ta hay không? Trong khi Chúa nói là vàng của ta, bạc của ta, tất cả gì trong thế giới này đều của Đức Chúa Trời, đúng không? Tại sao chúng ta nói là tôi làm điều này để cho Chúa, để dâng cho Chúa không? Thực ra nói như vậy là không đúng. Anh chị em ạ, nếu mà Chúa cần, Chúa không thiếu cái gì cả. Ngay cả sự phục vụ, chút nữa tôi sẽ nói điều này. Nếu cần công sức chúng ta bỏ ra, Chúa sai thiên sứ của Ngài tốt hơn nhiều chúng ta. Thiên sứ mạnh hơn chúng ta nhiều, có đúng anh chị em? Thiên sứ chả bao giờ bị ốm đau cả, chả bao giờ tốn tiền đi máy bay hay là cái gì đó cả. Nhưng anh chị em, tại sao Chúa lại muốn chúng ta, muốn sử dụng chúng ta làm điều cho nó? Đó cũng là vì mối quan hệ, vì tình yêu. Anh chị em, bởi vì khi chúng ta nói là chúng ta có mối quan hệ với Chúa, yêu Chúa, đôi khi có những người nghĩ là yêu Chúa có nghĩa là nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa, cái đó chỉ đúng một vế thôi. Khi hai con người yêu nhau á, là không chỉ dành thời gian cho nhau nói chuyện với nhau, nhưng còn làm cái gì đó cho nhau, có phải không anh chị em? Nhưng rõ ràng làm cái điều đó cũng phải động cơ từ tình yêu. Và đặc biệt đối với Chúa ngày nay, phải làm bởi ân điển của Chúa, chứ không bởi nỗ lực riêng. Nếu bởi sức riêng của mình, Chúa không tiếp nhận điều đó đâu. Bởi khi Chúa tiếp nhận điều đó, chúng ta sẽ khoe mình là đấy là bởi con cố gắng, con vất vả, con chịu khó, con cố gắng, con giỏi giang. Anh chị em, Chúa không bao giờ muốn cái điều như vậy cả. Anh chị em, giống như một người bố đối với người con nhỏ đâu. Đôi khi chúng ta muốn nó mang cái ly nước cho chúng ta. Anh em không phải người bố không làm được điều đó. Đôi khi đứa con làm được, rót được chai nước, một cốc nước thì nó đổ lênh láng ra khắp nhà. Có phải không anh chị em? Đôi khi làm cái đó nó lại còn hỏng cái kia nữa. Nhưng mà rõ ràng người bố vui, bởi đó là tình yêu, đó là mối quan hệ. Thế chính vì vậy, thực sự là bản thân tôi cũng cần phải hiểu thêm hơn về ân điển của Chúa. Và đôi khi chúng ta cũng dùng nỗ lực riêng của mình, chúng ta cũng dùng công trạng của mình, và ngấm ngầm chúng ta khoe về cái điều đó. Đấy là tôi kiêng ăn nhiều nên mới có quyền năng như vậy, tôi kiêng ăn nhiều mới có kết quả như vậy, tôi cầu nguyện nhiều mới ra điều đó, ra điều kia, tôi được trang bị, tôi mới làm được điều đó, điều kia cho Chúa. Và tất cả đó là sự khoe mình thôi, đó là nỗ lực riêng, và chắc chắn là Chúa không vui vì cái điều như vậy. Amen anh chị em. Nên ngay cả những con người mà gọi là gì, hầu việc Chúa trong hội thánh đâu, anh chị em, đôi khi chúng ta cũng hành động cũng không đúng đâu. Anh em, nếu mà thực sự chúng ta làm việc ở là mục sư, là truyền đạo, nhưng luôn luôn đời sống chúng ta bận rộn áp lực đến nỗi chúng ta luôn luôn bực tức, chúng ta ganh tị người nọ người kia, tại sao người kia tự nhiên là chả làm mấy mà lại kết quả như vậy, còn mình vất vả thế này mà không được công nhận, rồi thế này thế kia, cái đó là không ổn nhé. Cái đó nói lên một điều, chắc chắn là chúng ta không hiểu ân điển của Chúa. Chúng ta nhớ câu chuyện Ma-thê và Ma-ri không? Anh em, xem mắt con người á, thì Ma-thê có thể đoán xét Ma-ri được, và sao lười thế, chả chịu làm gì cả, trong khi nhà có khách mà bây giờ cứ ngồi dưới chân Chúa. Và bắt đầu là gì, Ma-thê đến bắt đầu kiện cáo, bắt đầu bực tức, bắt đầu ganh tị. Nhưng chúng ta biết Chúa Giê-xu trả lời thế nào đúng không? Tại sao con bối rối lo lắng nhiều việc như vậy, chỉ có một việc cần mà thôi. Và Ma-ri đã chọn cái phần tốt hơn, tốt nhất. Và cảm ơn Chúa vì sau Ma-thê đã thay đổi, bà bắt đầu cũng làm công việc như vậy, nhưng mà cái thái độ bà khác, bà làm việc bởi tình yêu, bởi ân điển, chứ không bởi nỗ lực riêng nữa. Nên tôi xin nói là ngay cả làm việc trong hội thánh, là mục sư, là giảng đạo, nếu chúng ta làm bởi nỗ lực riêng á, chúng ta sẽ so bì người khác. Chúa ơi, tại sao con phải vất vả nhiều? Tại sao con ở Hà Nội vất vả nhiều, có những mục sư ở nơi khác rạch quá? Tại sao con thế này thế kia, chịu trách nhiệm nhiều mà lại người kia thế kia mà họ lại có vẻ được ưu ái hơn? Thế nhưng tất cả tư duy đó giống như tư duy của đứa con trai cả trong câu chuyện người con trai hoang đàng. Có phải không anh chị em? Anh chị em ạ, khi đứa con hoang đàng, cái đứa con út ấy, nó phá ra chi tử đó, và khi nó quay trở về là người bố đã tiếp nhận nó như nó có. Có phải không anh chị em? Tôi xin nói là chúng ta tất cả đều giống như đứa con trai hoang đàng đó. Chúa tiếp nhận chúng ta như chúng ta có, không bởi công trạng, không bởi nỗ lực của chúng ta đâu anh chị em ơi. Anh chị em, đôi khi chúng ta tin Chúa rồi, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta luôn nhớ đến ân điển của Chúa nhé. Và đôi khi tin Chúa một thời gian rồi, chúng ta quên mất là Chúa cứu chúng ta từ đâu. Chúng ta bắt đầu đoán xét những người mới tin Chúa này, chúng ta đoán xét những người chưa tin Chúa là họ thế này, xấu xa thế kia, rồi kiểu nọ kiểu kia. Anh chị em, cái điều đó chúng ta bắt đầu có dấu hiệu của đứa con trai cả rồi. Cái câu chuyện đứa con trai cả, khi mà nghe chuyện bố tiếp nhận đứa em như vậy và bắt đầu về phàn nàn, với bắt đầu không muốn vào nhà nữa, và con bao nhiêu năm vất vả mà bố không cho này cũng cho kia, cái thằng phá gia chi tử này, thế mà bố tiếp nhận nó thế này thế kia. Anh chị em, đấy là cái điều mà không hiểu được ân điển của Đức Chúa Trời. Đấy cũng là điều nói là gì, là quá khứ của anh ta làm việc tất cả bởi nỗ lực riêng, anh ta không làm việc bởi ân điển, không làm việc bởi tình yêu với cha.
mà chỉ là tôi phải làm, trách nhiệm tôi phải làm, tôi phải gắng sức tôi làm. Và bây giờ thấy một người không gắng sức như vậy, không có công trạng như vậy mà lại được hưởng cái này hưởng cái kia, và chúng ta tức tối. Đó chính là thái độ mà không hiểu được ân điển của Chúa, cũng có thể không làm bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nên hỡi anh chị em, nếu chúng ta quá bận rộn, quá áp lực đến mức bực tức ganh tị, hoặc là đến mức chúng ta tổn hại chính gia đình con cái, hoặc chính đời sống cá nhân thuộc linh của chúng ta, thân thể chúng ta, tôi xin nói đó là sự hầu Chúa không được Đức Chúa Trời đẹp lòng đâu. Và cái đó là bởi nỗ lực riêng của con người. Anh chị em ạ, mới đây khi các mục sư chúng tôi nói chuyện với nhau, có một mục sư kể về một cái cô mà Chúa sử dụng, mà có ơn rất mạnh về chuyện chữa lành giải cứu. Nhưng mà một ngày kia cô quá vất vả bận rộn, và cuối cùng là cô đến sân bay, đi xe buýt đến sân bay, và cô chết đột tử. Bởi vì cô làm việc quá căng thẳng, quá mệt mỏi, và cô chết. Anh em tôi suy nghĩ đến điều đó. Vậy cái sự hầu việc Chúa đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Đôi khi chúng ta nói đó là sự hy sinh trả giá, tôi không nghĩ như vậy. Tôi không nghĩ là Chúa muốn chúng ta dùng sức của chúng ta, dùng nỗ lực riêng của chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa, nhờ ân điển của Chúa. Chúa muốn chúng ta làm bởi tình yêu của với Đức Chúa Trời, chứ không phải vì cái động cơ nào khác. Nên chính vì vậy, nếu chúng ta làm việc mà gia đình chúng ta bị tan nát, nếu con cái chúng ta không được quan tâm, và sau đó có những hậu quả xảy ra, anh chị em chúng ta không thể oán trách Chúa được. Có những người nói là Chúa ơi, tại sao con nỗ lực như vậy, tại sao con hy sinh như vậy mà gia đình con lại thế này, tại sao chuyện này chuyện kia xảy ra với con. Cái đó nói lên một điều là chúng ta không hiểu được sự an nghỉ đúng nghĩa ở trong Chúa. Chúng ta chưa hiểu được thực sự ân điển của Ngài. Nên hỡi quý vị anh chị em, chúng ta biết là Chúa tạo dựng được con người chúng ta đúng không? Nhưng mà trước đó Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự. Nếu chúng ta đọc sáng thế ký, Chúa tạo dựng nên tất cả mọi sự. Và ngày cuối cùng Chúa tạo nên con người, có phải không anh chị em? Và khi Chúa tạo nên con người xong cái thì anh chị em biết ngày hôm sau là ngày gì ạ? Là ngày Sa-bát luôn. Có phải không anh chị em? Nói rằng Chúa tạo nên con người, sau khi Chúa tạo nên tất cả mọi sự, Ngài làm tất cả mọi sự cho con người. Và bây giờ Chúa muốn con người mà hưởng cái sự Sa-bát cùng với Ngài. Sau ngày Sa-bát đó mới bắt đầu là công việc đúng không? Nhưng đấy công việc nó bắt đầu từ cái sự ở cùng Chúa, từ sự nghỉ ngơi với Chúa, bởi ân điển của Chúa. Nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu chọn các môn đồ, Kinh Thánh nói là Chúa chọn các môn đồ để họ ở cùng Ngài đó, và sau đó mới sai đi giảng đạo. Nên giảng đạo xuất phát từ cái chuyện là con ở cùng Chúa, bởi ân điển của Chúa, bởi năng lực của Chúa, bởi động cơ con yêu Chúa, con vâng lời Chúa mà con làm điều đó, chứ không phải là vì cớ gì cả. Nên anh em cũng giống như Kinh Thánh nói là Chúa cứu chúng ta, chúng ta là tạo vật mới ngày hôm nay để làm việc lành. Nếu còn nếu cuộc sống để theo Chúa bảo là tôi phải cố gắng làm việc lành, tôi phải làm lành tránh rứ, anh em đó chả khác gì tôn giáo khác cả. Tôn giáo dựa trên công sức riêng của mình, nhờ nỗ lực riêng của mình. Và đó có thể nói là trong Chúa ngày nay chúng ta gọi đó là tà giáo đấy. Tà giáo theo luật pháp, chủ nghĩa kinh luật, chứ không hiểu ân điển thực sự. Nên Chúa muốn chúng ta ở cùng Chúa, an nghỉ cùng Chúa, để từ đó, sau đó có nảy sinh từ mối quan hệ đó, nảy sinh ra công việc gì đó, cũng là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Nên hỡi quý vị anh chị em, chúng ta biết, tôi hay nói như thế này, có công việc cùng Chúa và công việc không cùng Chúa. À, có công việc được phước và công việc không được phước. Có sự hầu việc Chúa được phước và hầu việc Chúa không được phước. Có chuyện kinh doanh được phước và kinh doanh không được phước. Chúng ta nhìn câu chuyện Adam, chúng ta thấy điều đó. Trước khi ông bỏ Chúa, ông đi theo đường lối riêng của ông đó. Rõ ràng Chúa tạo nên đâu? Anh em, Chúa tạo nên tất cả mọi sự rồi. Chúa, sau đó Chúa tạo dựng lại Adam và Eva. Và sau đó Chúa lại đặt họ trong vườn để trồng và giữ vườn. Có phải Chúa cần người mà canh gác vườn? Chúa có phải cần một người mà trồng cây trong vườn không ạ? Không hẳn. Nhưng mà Chúa tạo nên Adam và Eva và để trong vườn để hàng ngày Chúa đến cùng với họ. Và sau đó bởi vì mối quan hệ với Chúa mà họ làm vườn. Và lúc đó Adam chắc chắn làm việc không phải vì cớ miếng cơm manh áo, không phải vì sự lo lắng, vì áp lực cuộc sống. Ông làm vì niềm vui thôi. Làm để mà thực sự là khai phóng những cái ơn, cái thẩm quyền mà Chúa đặt trên mình. Nên cái công việc của Adam lúc đầu là như vậy. Nhưng sau đó họ đã lựa chọn đường lối riêng của họ. Bây giờ công việc họ trở thành khác. Bắt đầu gì? Đổ mồ hôi đúng không? Mới có cái mà ăn. Bắt đầu gai góc tật lê mọc lên.
bắt đầu vợ chồng cái vã nhau, bắt đầu con cái bắt đầu giết nhau. Đó là cái điều mà không có Chúa, không cùng Chúa, công việc không được phước. Nên trong Thi Thiên 127 câu 1 đến câu 2 nói rất rõ ràng phân biệt hai cái điều này với nhau. Thi Thiên 127 từ câu 1 đến câu 2 có nói điều này, là nếu Đức Giê-va không cất nhà thì thợ xây có lau nhọc cũng lúng công. Nếu Đức Giê-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng mang giấc ngủ cho người Ngài yêu mến như vậy. Nên dường như đây nói đến cái công việc mà cùng với Chúa và không cùng với Chúa. Tôi xin nói nếu không cùng với Chúa đâu. Nếu Đức Giê-va không cất nhà có nghĩa không cùng với Chúa. Nếu Đức Giê-va không coi giữ thành có nghĩa là không cùng với Chúa. Thì anh chị em ạ, công việc là luống công trước mặt Đức Chúa Trời. Nó vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Và cái công việc nó kéo theo như thế này. Thức khuya dậy sớm. Nhiều khi quá vất vả, quá căng thẳng. Rồi ăn bánh lao khổ có nghĩa là ăn cũng không được ngon nữa. Ăn cũng không có thời gian để mà ăn nữa. Và chắc chắn là ngủ cũng không ngon rồi. Bởi vì ở đây nói là Chúa ban giấc ngủ cho những kẻ Ngài yêu mến. Có đúng anh chị em? Sự bình an, giấc ngủ ngon. Nên công việc cùng với Chúa nó khác với công việc từ nỗ lực riêng của mình. Nên chính vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta lựa chọn, để chúng ta ở cùng Chúa. Và sau đó nhờ Chúa, bởi ân điển Chúa, bởi tình yêu với Chúa, bởi sự vâng lời mà chúng ta làm những gì mà chúng ta cần phải làm. Amen anh chị em. Tôi không nói là chúng ta lười biếng nha, bởi vì tôi xin nói là nếu chúng ta yêu Chúa, như tôi đã nói đấy, yêu Chúa không chỉ bằng đầu môi chót lưỡi. Yêu Chúa không có nghĩa là chỉ tối ngày ở nhà cầu nguyện với Chúa, nói chuyện với Chúa, không. Yêu phải bằng cả việc làm nữa. Nó sinh ra việc làm nữa. Nên rõ ràng một con người mà nói là gì, tôi rất yêu Chúa, nhưng tôi không nhìn thấy kết quả là vâng lời Chúa, bước theo sự kêu gọi của Chúa, góp phần nào đó cho vương quốc của Đức Chúa Trời, tôi đặt dấu hỏi là có yêu Chúa thật hay không. Bởi vì yêu đôi khi chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, phải bằng cả việc làm. Nên tôi muốn nói lại cái điều này, nói thêm cái điều này. Anh chị em biết không, ma quỷ nó rất muốn đời sống chúng ta căng thẳng. Ma quỷ nó rất muốn đời sống chúng ta đầy những áp lực. Chúng ta quá bận rộn để không có thời gian nghĩ đến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhớ đến câu chuyện mà Pharaoh nó, chúng ta có thể nhìn thấy Pharaoh thuộc linh ngày nay là ma quỷ nó làm những điều tương tự như vậy. Anh chị biết Chúa đã nói với Môi-se là đến với Pharaoh nữa, mà nói là hãy thả dân sự ta ra. Để họ làm gì ạ? Để họ phục vụ ta, phục sự ta. Và anh chị biết khi Môi-se đến nói với Pharaoh điều đó, thì Pharaoh có nói với quần thần của mình như thế này ạ. Như trong sách Xuất đoạn 5 từ câu 8 phần B thôi. Ở đây nói như vì rảnh tay nên chúng mới rủ nhau hãy đi dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời chúng ta. Satan nói là Pharaoh nói là hồi này nó rảnh quá nên nó mới nghĩ đến chuyện hầu việc Chúa, mới dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời. Và câu 9 nói như thế này là hãy giao thêm việc nặng nhọc cho chúng, để vì bận rộn công việc chúng chẳng còn quan tâm đến những lời dối trá đó nữa. Có nghĩa là Pharaoh nói là gì, bây giờ phải chấp gánh nặng thật nhiều cho nó, để tâm trí nó không còn cái gì mà nghĩ đến cái chuyện hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Anh chị em nói thật là ma quỷ nó làm cái điều đó đấy. Tôi nhớ hồi chúng tôi chưa tin Chúa, lúc đó mải mê kiếm tiền. Lúc đó tôi với một người bạn tôi cũng là một mục sư, ở trong một ký túc xá dưới vòng rất nhiều những người Ả Rập, nhiều người nước ngoài. Và chúng tôi có nghề gọi là nghề buôn đô la, kiếm rất nhiều tiền. Đặc biệt lúc nào biến động giá thì càng được lời cao. Và anh chị em nói thật là lúc kiếm được nhiều tiền như vậy chúng tôi ham lắm. Chúng tôi quên trời quên đất, nhiều người quên bỏ cả học luôn. Và anh chị em ạ, cũng cảm ơn Chúa là nhờ có mấy vụ mới bị chấn lột. Có lần tôi bị dí súng vào đầu. Và sau khiếp đảm quá thôi dừng lại công việc đó, chạy khỏi ký túc xá đó. Đi ở lánh nạn một thời gian. Và nhờ khi mình lánh nạn như vậy thì bắt đầu mình mới bắt đầu một loạt câu hỏi. Mình sinh ra, mình sống để làm gì nhỉ? Chết đi đâu nhỉ? Mình mới suy nghĩ đến cái chuyện là gì? À, bố mình, ông mình, cụ mình đều sinh ra học hành, kiếm việc làm, kiếm tiền. Rồi sau đó già chết. Mình bảo chẳng nhẽ đời mình cũng như vậy hay sao? Chẳng nhẽ cuộc đời con người không có gì mà thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn, chỉ sinh ra kiếm tiền rồi xong già lại chết hay sao? Và anh chị em chính nhờ điều đó mà chúng tôi tin Chúa đấy. Còn trước đó là mải mê điều kia, quên trời quên đất, chả có chú trọng gì thuộc linh hay là ý nghĩa cuộc đời. Và chắc chắn không thể tin Chúa được. Nên hỡi anh chị em, ma quỷ, cách của nó như vậy đấy. Nên câu 17 ở đây nói tiếp như thế này ấy. Khi mà dân Do Thái đến phàn nàn là tại sao vua lại giao cho chúng tôi nhiều công việc như vậy, gấp đôi công việc như vậy. Và Pharaoh nói như thế này,
các ngươi là quân lười biếng, vì vậy mà các ngươi nói với nhau hãy đi dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va. Thế chính vì vậy tôi muốn nói với anh chị em thế này, Satan nó cũng muốn chồng chất những công việc, chồng chất nỗi lo, chồng những gánh nặng sự vất vả lên con dân Chúa, trên cả những người hầu về Đức Chúa Trời. Nên nếu chúng ta đọc Ngôn người gieo hạt giống, chúng ta biết cái đám đất bụi gai mà thực sự không kết quả, những người đó là người biết Chúa rõ ràng, biết sự kêu gọi của Chúa, nhưng những người đó không kết quả bởi vì sự lo lắng đời này, vì sự ham mê vật chất và các ham muốn khác làm nghẹt ngòi đạo Chúa trong lòng. Nên vì vậy là ma quỷ, chúng ta có thể nhìn thấy cách của nó là như vậy. Và trước khi kết thúc, tôi muốn đọc cái câu chuyện này. Tất nhiên chuyện này không biết nó thật đến mức độ nào, nhưng nó là bài học cho chúng ta. Đó là câu chuyện mô phỏng một cuộc họp ở dưới địa ngục. Chúng ta nghe câu chuyện này chưa? Tôi sẽ đọc nhé. Có một lần Satan đã triệu tập một cuộc họp toàn cầu dành cho tất cả các tà linh. Và trong cái bài phát biểu khai mạc, cái cuộc họp hay là đại hội đó đi, chúng ta dùng từ đại hội. Và Satan nói như thế này ấy, là chúng ta không thể cấm Cơ Đốc nhân đi nhà thờ. Chúng ta cũng không thể cấm họ đọc kinh thánh hay là biết lẽ thật. Chúng ta cũng không thể ngăn cản họ gìn giữ những lẽ đạo Cơ Đốc. Nhưng một điều chúng ta có thể làm được. Và Satan nó tạm ngừng lại một chút. Và tất cả các tà linh rất quan tâm, rất chú tâm lắng nghe. Và Satan nói tiếp như thế này. Đó là chúng ta có thể ngăn cản họ có mối thông công riêng tư và liên tục với Đấng Christ. Nếu như họ có sự thông công như vậy, chúng ta sẽ mất quyền lực trên họ. Vì vậy, cứ kệ họ đến nhà thờ để họ giữ những quan điểm bảo thủ về đời sống. Nhưng chúng ta sẽ đánh cắp thời gian của các Cơ Đốc nhân để họ không có sự thông công khăng khít với Đấng Christ. Vậy ta muốn các ngươi phải ngăn cản mối thông công này. Và lúc đó các tà linh đồng thanh hỏi, vậy chúng tôi phải làm gì đây? Và Satan nói như thế này, rất đơn giản. Các ngươi ấy khiến họ chú tâm đến những việc lặt vặt kém quan trọng, để họ tập trung đến việc đó. Hãy nghĩ ra những phương cách để tâm trí họ đầy những việc không cần thiết. Hãy lôi cuốn họ hướng tới của cải vật chất, khao khát mua sắm, chi tiêu, sau đó vay mượn và lại è lưng ra để trả. Anh em tôi đi một số đất nước, tôi thấy cái cảnh trạng như vậy. Đến ngân hàng cho vay tiền mua nhà to bự, xe đẹp, cho đồng ngục đi cày trả nợ. Đến lúc gần ổn ổn rồi, nó lại khơi gợi là phải có cái nhà to hơn, xe phải oách hơn. Tôi đã chứng kiến có những người có 20 cái nhà mà sống vất cực nhọc. Tôi thấy một bà bên Mỹ, bà có 20 cái nhà, là nhà to nhá, cho thuê, mà nhìn khổ cực lắm. Tôi bảo vài năm nữa, tôi không dám nói ra đâu, vài năm nữa bà chết, bà có mang đi được hay không? Nhưng mà người ta không đặt câu hỏi đó, đơn giản cái guồng quay nó cứ cuốn người ta như vậy. Người ta không biết kiếm tiền để làm gì nữa, cứ chạy theo thôi. Rồi Satan nói tiếp như thế này, hãy khiến cho vợ và chồng các Cơ Đốc nhân thật bận rộn để kiếm tiền. Xui họ là họ làm điều này cũng vì lợi ích của con cái. Đấy, đôi khi tôi nói thật là nhiều bố mẹ nói rất là hay là làm cũng vì con cái thôi. Thế đôi khi chúng ta phải hỏi thật con cái chúng ta có cần tất cả cái của cải đó hay không? Chúng ta có nên để cho nó tất cả điều đó hay không? Mà nó thật nó có cần nhiều như vậy không? Nhưng mà đôi khi chúng ta lừa dối. Tôi biết là nhiều gia đình bên Nga, chúng tôi đã từng sống bên Nga, nói như vậy. Bố mẹ đi kiếm tiền cũng vì con cái thôi. Nhưng thật ra không hẳn như vậy. Nên nhiều người đã mất con cái ở nhà là vì vậy. Bởi nó xa nó quá lâu, cả chục năm trời. Những cái lứa tuổi nó cần thiết nhất thì lại không ở bên cạnh. Nhưng vì sao chúng ta nói là cũng vì con, không phải. Và Satan nói tiếp là gì? Khi họ như vậy thì họ sẽ không có thời gian ở cùng con cái, nuôi dạy con cái. Khiến con cái họ chơi bời lêu lồng. Để khi lớn lên chúng thành những đứa hư hỏng. Như vậy các bậc cha mẹ sẽ đau khổ và trở nên cô độc, oán trách Chúa. Tôi nghĩ cái điều này đôi khi chúng tôi là những người mà giảng đạo, những người làm công việc trong hội thánh cũng cần phải suy nghĩ điều này. Thế nhưng tôi nhớ là cái ông mà cách đây mấy tuần có một ông người Indonesia, ông nói cái điều đó. David đã rất vất vả tranh chiến thôi. Cuối cùng hỏng gia đình, ông mất cả gia đình. Quân Amalek đến bắt vợ bắt con tất cả. Đúng là cảm ơn Chúa bởi ân điển của Chúa mà họ có thể cứu lại được. Nhưng đấy là cái bức tranh có nhiều người trong kinh thánh như vậy đấy.
Và cái điều đó nó không tránh chúng ta ngày nay nếu chúng ta không tỉnh thức. Rồi Satan nói tiếp, hãy làm cho tâm trí của họ luôn bị ồn ào, nhiều những luồng thông tin, để họ không tĩnh tâm nghe được tiếng nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời. Hãy để trong nhà họ TV luôn luôn bật, rồi Facebook luôn luôn mở, YouTube luôn luôn hiện ra những cái video này video kia, để cho họ không thể tập trung lên Đức Chúa Trời và mối quan hệ khăng khít với Chúa bị phá bỏ. Rồi trên đường đi của họ, hãy để thật nhiều những quảng cáo, nhiều những thông tin giật gân tràn ngập khắp mọi nơi, để họ không còn tâm trí để nhớ đến Đức Chúa Trời. Chúng ta có thấy điều đó giống như vậy ngày nay không? Rồi ngay cả những kỳ nghỉ của họ, đừng để họ lấy lại được sức thuộc thể, đừng để gia đình họ được gần gũi hay mối quan hệ với Chúa được hồi phục, mà để sau những kỳ nghỉ họ kiệt sức hơn, nguội lạnh với Chúa hơn. Không để ý những kỳ nghỉ của mình, giả sử có ngày nghỉ mình có như vậy không? Để mình có nghỉ đúng theo cách của Chúa hay không? Rồi hãy để họ thật bận rộn những kế hoạch liên miên, bận rộn hết việc tốt này đến việc tốt kia, đến nỗi họ không có thời gian tìm kiếm Chúa. Như vậy dần dần họ sẽ sống và làm việc dựa trên quán tính. Có những mục sư dựa trên quán tính, phải quá những công việc liên miên, dựa trên kinh nghiệm của mình, dựa trên sức riêng của mình. Và kết cục là khiến gia đình, sức khỏe của họ bị tổn hại những công việc tốt này. Nên Satan nói hãy để cho cuộc đời cơ đốc nhân luôn luôn bận rộn, bận rộn, bận rộn, bận rộn. Thậm chí là bận rộn trong cả công việc của Chúa nhé. Để đến nỗi họ không bao giờ còn thời gian ở cùng Chúa. Và sau bài phát biểu đó, đại hội đã kết thúc. Và tất cả các tà linh hân hoan nó ra đi để thực hiện công việc của mình. Và xin Chúa giúp chúng ta tỉnh thức để chúng ta không bị mắc vào cạm bẫy của nó. Bây giờ phút này chúng ta cùng nhau đứng dậy, chúng ta cầu nguyện nhé. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.